Bo thu tầm này rồi vẫn ở trên nhà gà. Ok, chắc là mình sẽ phải vứt bo lên trên mình vả nó anh em ơi. Chạy ngược bo lên trên vả nó nhá. Chiến hôi anh em. Ui, bo cắt máu rất đau luôn anh em. Phải cả chủ này. Đấy. Yes, xong luôn. Bo da anh em ơi, quẩy thế nào. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo này. À, phía trên tầng 2 kia có người luôn anh em ơi. Ui, Kẹo lại sợ nó quá cơ này. Đổi qua cây XM8 và chúng ta có thêm cây MP40 nữa nha. Phải cả chỗ này vỡ đầu luôn. Vứt tâm để vỡ đầu nó thì cực kỳ là đơn giản thôi nha mọi người. Ok luôn. Và cơ bản thì trong cái trận đấu này, ui, vãi cả trưởng. Đang định chém gió với anh em đó là mình mặc full cái set của con nhân vật Kla luôn. Anh em thấy là có ngầu không ạ? Từ từ anh em ơi. Mình lượm nốt tìm máu cái đã. Xong là lên trên vả nó thì cũng chưa muộn luôn nha mọi người. Ok. Nào lên luôn nào. Hello hello. Bạn ơi, bạn ở đâu rồi? Bạn đang trốn chỗ nào vậy hả? À, anh em ơi, nó ngay bên trái này. À đủ. Tìm mình á hả? Ăn lựu đi em ơi. Ui, thằng bé thấy mình. Sợ chạy mất dép luôn anh em ơi. Cơ bản là mình câu quả lựu qua mà. Nên là nó lùi bước về sau để nhìn thấy mình rõ hơn. Thề luôn, trông thằng bé kiểu thường vãi cả trưởng ra luôn anh em. Mà phải công nhận một điều là đó là trong cái trận đấu này thì anh em kill nhau rất là nhanh luôn. À, hôm nay là một ngày thứ bảy hả? Thế thì có lẽ là anh em sắp đến Tết rồi nhỉ? Chắc là không phải học thêm đâu nhỉ? Thì học mỗi buổi sáng xong là được nghỉ này. Phê không anh em? Vỡ đầu. Yes. Ui dồi ôi. 3 kill cực kỳ đơn giản luôn. Bữa nay mình cầm MP40 mình vuốt thì cứ phải gọi là ngon lành cành đào nha anh em. Rồi nha. Thôi thì có lẽ là mình vẫn tiếp tục sử dụng cái combo súng đó là AK với lại MP40. Ui, có máu nè, thơm thế. Tự nhiên đang thiếu máu đã kiếm được máu này anh em ơi. Rồi ok, ngồi tạm đây quấn nem cái đã anh em ơi. Quấn cho full cây máu rồi chúng ta sẽ chiến tiếp anh em nhỉ. Qua đây thử cái nào anh em ơi. À, chúng nó đang múc nhau ở dưới kia anh em ơi. Bây giờ là chạy xuống để góp vui thôi nào. À đủ. Chưa thấy anh em ơi, bình tĩnh. Cứ phải bình tĩnh anh em ơi. Cơ bản là Kẹo chưa thấy mà. Đâu, chỗ nào? Ui, hình như là ở đây đúng không? Không phải anh em ơi. Mình chạy xuống thì lại không thấy ai cả. Chẳng hiểu sao luôn này. Ui, đây à? Thôi xong. Nãy mình test thử vứt tâm nhưng mà không có nổi anh em ơi. Vãi cả trời này. Không vứt tâm thì bắn thường thằng bé vẫn xanh mộ luôn mà. Cơ bản là đam từ khẩu AK dùng lửa nó khá là ổn định anh em ơi, đam 30 sao ấy. Ui, mà khoảng cách xa như này thật sự là ngon anh em. Lượm xác nó thôi mọi người. Chúng ta sẽ có báng súng à, thêm máu à. Ui, chỗ này thì sao nhỉ? Có bom keo rồi anh em ơi. Đã ghê. Nói thật với anh em luôn, vậy là Kẹo có được 2 quả bom keo này. Trong một trận đấu mà anh em không có bom keo thì rất là khó chơi. Bởi vì là mình đã chơi rất là nhiều trận đấu rồi anh em ơi. Let's go. Tình hình là nếu mà tính từ cái thời điểm mà Kẹo bắt đầu làm YouTube đến tận bây giờ thì có lẽ là chơi tầm khoảng là 3-4.000 trận đấu rồi. Có thể lên đến gọi là 5-6.000 trận rồi anh em ơi. Mình là mình không còn nhớ rõ nữa anh em ơi. Thôi chuẩn bị xem như nào, lên trên cái anh em nhở. Let's go. Format hả? Đổi qua luôn, các bạn là đổi gió thôi mà. Đang chơi AK rồi lại qua format này. Tôi lại ngại ông quá nhở. Vãi cả trưởng, làm sao? Mày làm sao? Đổi qua format này. Xong luôn thằng bé anh em. Mấy thằng rơm rơm này, các ông là rơm rơm, còn tôi là rắc rác nhở anh em nhở. Ui dồi, tuổi gì? Và ok, 5 kill rồi. Ngày hôm nay chỉ việc ở tháp đồng hồ thì Kẹo đã có được 5 kill. Và anh em đoán xem, hy vọng rằng là trận đấu này chúng ta sẽ có được bao nhiêu kill nhỉ? Leo rank ngày hôm nay thì cũng khá là đơn giản anh em ơi. Rồi ok, cố gắng kiếm cho thật nhiều kill để trở thành một trận đấu gắt nha mọi người. Ten ten. Có chảo này, có chảo che mông rồi. Thế này thì ok rồi anh em ơi. Có chảo che mông anh em bị địch bắn đỡ lủng mông, với lại thì nó có tính năng đỡ đạn mà anh em. Có một điều mà mình thấy là ở trong game Free Fire đó là đáng lẽ ra là anh em vụt chảo cũng có thể đỡ đạn được chứ anh em. Nhưng mà vụt chảo trong game Free Fire nó vô dụng anh em ạ. Thôi xem như nào, lên trên cái các bạn ơi. 15 người chơi nữa thôi nè. Hóng nào.
các bạn đang ở đâu rồi? Bây giờ các bạn ra đây chơi với mình nào. Mình qua mình solo với các bạn rồi này. Thằng nào láo nháo pháo ăn xe là cho lên bảng điểm số luôn chứ kẹo ngại gì. Ui, có một cái chiếc xe monster truck thính vừa rơi xuống. Nhưng mà có một điều là bình thường là kẹo rất là ít khi kẹo đi con xe monster truck. Cơ bản là dạo trước đi thì vẫn ngon, nhưng mà dạo này anh em bắn vút tâm kinh quá, đi monster truck có mà vỡ đầu anh em ạ. Vỡ đầu thì lại lên bảng điểm số sớm, nên là kẹo không muốn cái tình huống như vậy xảy ra đâu. Xem như nào, lên trên cái anh em ơi. Thính thì nó ở ngay phía trên thôi anh em. Ui, à mình nhầm. Vẫn là con xe monster truck, tôi lại cứ tưởng là thính cơ anh em ơi. Rồi xem như nào chứ nhở. Thôi, monster truck có lẽ là mình sẽ lấy nó đi anh em ơi. Hôm nay không chảnh chó nữa, lên monster truck mà lái thôi anh em ơi. Đang tính chảnh chó đi bộ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi anh em ơi. Có xe thì nó vẫn ngon hơn đấy. Nhở, anh em nhở. Ờ, rồi nhá, 13 người chơi nữa thôi anh em ơi. Xem như nào nhở. Uầy, hỏng thôi, hỏng thôi. À đây rồi, thôi xong, thôi xong. Thằng bé, xác con mẹ nhà bà Định luôn anh em ơi. Mày chạy đâu hả? Uầy, 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 rồi ôi, vừa chạy, vừa nhảy. Cái kết, lên bảng điểm số. Thế thôi cho nó nhanh. Vậy là ở dưới thì còn có người không nhỉ anh em ơi, mình hóng vãi trưởng ra. Mình nghĩ là ở dưới này vẫn có người mà ta. Ok, vứt xe tạm đây nha mọi người. Lên trên lục soát nhà. Hello, có ai ở trên không vậy? Hello, chủ nhà ra mở cửa cho anh kẹo nào. Quần què không có ai anh em ơi. Không có đứa nào gài mình luôn này. Thế này thì lên trên thôi nhỉ. Cơ bản là nãy là mình thấy là có đứa bắn xung quanh đây. Mà giờ mình xuống thì lại không thấy, hình như là không phải chỗ này. Rồi nhá, kiểu này là chúng ta xem như nào, tiếp tục di chuyển qua những cái khu vực khác thôi anh em. Ui, lái xe hơi ngáo nên là xe nó bị mắc kẹt xíu xíu anh em ơi. À, anh em yên tâm là kẹo sẽ xem như nào, cố gắng xem như nào lái xe nó nghiêm túc tí anh em ạ. Đấy, phải lái xe nghiêm túc anh em ơi. Rồi nhá. Chứ còn là bây giờ là kẹo chưa có bằng lái xe ô tô luôn, mà lái hẳn con xe máy cày này mà chắc là hỏng hết bánh kẹo luôn. Ui, chỗ này có người. Cày động. Vỡ đầu luôn anh em ơi. Trông thằng bé kiểu thương vãi trưởng nhở. Ôi, xong luôn 7 kill. Ôi, ngon thế anh em nhở. Rồi nhá. Ui, anh ơi. Tha em cái, em xịt căng. Ui, dự mông cao 13 tùy máu này. Tha hồ mà quấn nem nha anh em ơi. Nhiều tùy máu thế này thì anh em có mà quấn nem đến tận Tết thì vẫn chưa hết luôn nha anh em. Nó ngay nhà bên kia. Bây giờ mà muốn ăn nó chỉ có cách gọi là chạy qua móc thì khả năng cao là dễ ăn được nó anh em ơi. Mày à, coi chừng nhá. Hình như là không phải phía cửa sổ. Mình nhớ là nó ở phía lan can hay sao ấy, không nhìn rõ nữa cơ. Làm sao hả? Đứng tạm sau bờ tường luôn. Ngại gì hả? Đâu? Để kẹo xem nào. Ui thằng bé. À, trang phục hầu gái à? Trang phục toàn server à? Ok. Ui ui, cái đầu kìa. Cái đầu kìa. Mày lại đây anh bảo này. Làm sao nhây thế? Nhây thế hả? Nhây này. Kéo lên phát vỡ đầu. Thằng bé chắc là ngồi khóc luôn anh em. Xong luôn nhờ 8 kill rồi. Ui, thật không thể tin nổi là trong cái trận đấu này là mình đã có được 8 kill rồi anh em ơi. Ui, đâu ra nó lại thơm thế anh em nhở. Xem như nào, lên trên cái anh em ơi. Hơi bị thơm thôi nha anh em. Rồi nha. Ok. Ui, một đứa ngay phía dưới cơ. Vãi nhỉ. Ở ngay phía dưới cơ. Ui, tôi lại sợ công quá cơ. Ok mọi người. Xem như nào, mình ra ngoài phát nhỉ. Hello. Có ai đây không? Có ai đấy không vậy? Chưa thấy ai cả rồi anh em ơi. Nào. Hello. Mày đây à? Vỡ đầu. Ui, cảm giác nó easy quá cơ anh em ơi. Thằng bé vỡ đầu luôn, ngại gì nhỉ? Xem như nào, mình sẽ loot thêm đồ để kiếm đồ ngon anh em. Toàn đồ sida không, thế này thì chơi gì hả? Vậy là còn lại 8 người chơi trong cái trận đấu này nha anh em ơi. Ui, phải nói một điều rằng là có một sự trùng hợp không hề nhẹ, đó là còn lại 9 và giết 9. Ồ, các bạn đoán xem hôm nay mình bao nhiêu kill hả? Mình nghĩ là hôm nay sẽ có khả năng trên 10 kill, bởi vì là còn lại 8 thanh niên. Đấy, mà xem như thế nào mình kill thêm một mạng nữa là lên 10 kill rồi. Chắc chắn là trận này trên 10 kill anh em ơi. Còn có tung vào đây không nhở? À, là phải suy nghĩ này. Rồi nha, top 1 anh em. Yên tâm nhá, trận này top 1 anh em ơi. Không top 1 xóa game, không top 1 nghỉ game luôn. Kẹo không nói điều với anh em làm gì cả. Xóa cả channel luôn cũng được. Rồi nha, anh em yên tâm nha. Mỗi khi mà kẹo gáy là chỉ có gáy khét mà gáy đúng luôn nha anh em. Thế này là còn lại 8 đứa này. Tôi sẽ xem như nào, xuống dưới khu dân cư coi nào. Xuống khu dân cư vào. Uầy, vãi nồi anh em ơi. Trong một cái UAV mà có tận 3 đứa gần mình luôn. Thôi xong vãi nồi rồi.
Vãi đùi rồi, làm sao hả? Cái đậu xanh này, mày chạy đâu hả em ơi? Mày chạy đâu hả em ơi? Anh lại sợ chú quá cơ, từ từ anh em ơi. Xem như nào, lên trên, vả nó luôn nhở. Mày tính lao nháo à? Mày tính lộn xào với anh à? Lộn xào, xong vỡ đều luôn. Vứt tâm nó thì cực kỳ đơn giản thôi anh em. Và xem như nào, mình chuẩn bị lên trên phát nha mọi người, 10 kill rồi. Mình nhớ là có một đứa ở ngay phía trên này anh em này. Ồ, đây à? Đây à? Uầy, chạy đâu Hải em ơi? Uầy, anh xem chúng chạy đâu này? Nó chạy xuống dưới rồi mọi người. Xem như nào, xuống tiếp tục vả nó. Mày không thoát được đâu con trai, tụ bị continue này. Mày thoát làm sao được hả con trai? Alo, alo, alo này. Ơ, nó vừa bắn một thằng ở dưới à? Đáng lẽ ra là mình phải ăn được 2 kill vụ này. Đấy, tự nhiên mất một kill cay cú thật luôn. Rồi xong 11 kill rồi. 5 thằng nữa. Ok ok ok. Cái này là mình đang ở ngay trong vùng danger á. Nguy hiểm quá anh em ơi, thôi ra ngoài. Thôi ra ngoài cho nó lành. Biết đâu là bom nó rơi cái trúng người mình đa luôn thì sao anh em ơi. Mất top là hơi bị khoai. Rồi ok. Vậy nên là vào trong này đi anh em ơi. Ai chơi dại làm cái gì đâu. Rồi nhá. 5 người chơi nữa nha anh em. À để mình xem nào. Ok này, có thêm đạn tiểu liên này. Mình lại sợ các bạn quá cơ nhở. À để xem nào, mình ra phía ngoài này coi anh em. Chưa thấy ai cả luôn này. 5 người chơi nữa mà thôi anh em. Rồi nhá. Chuẩn bị xem như nào. Let's go. Uầy. Đậu xanh. À để mình ăn nấm phát coi anh em. Không có ai. Kiểu vắng quá nhở. Đào đâu ra người bây giờ anh em ơi. Hơi mệt. Anh em thấy không? Tôi chạy rất là mệt luôn mà. Uầy, thấy rồi, ngay phía trước mặt có người thôi anh em ơi, chuẩn bị công lên và vả nó. Ơ, chúng nó vừa hạ nhau à? Ôi, thôi xong. Cơ hội chiến thắng top 1 của kẹo đã lên đến đó là 20% rồi anh em ơi. Xem như nào, mình tiếp tục qua đây luôn nào. Ơi. Hello. Đang chạy à? Con trai, chạy đâu vậy con trai? Úi dồi ôi, mày không thoát được đâu con trai. Bây giờ là anh quay xử chú này. Đâu rồi? À, thằng bé sau hàng rào. Nó sợ anh em ơi, nó ngay sau hàng rào thôi. Ok, đứng lại gần cho nó câu 2 quả lựu qua. Làm sao? Chạy làm sao nổi. Xong luôn, chết vì lựu đạn. Yes. Xong đời luôn thằng bé anh em ơi. Trông thằng bé kiểu chạy trốn thương vãi cả trường ra. Ê, mũ 30 phê không anh em? Phê không, lại bảo không phê đi. Xong vỡ đầu luôn này. Quá là dễ luôn, 13 kill rồi. Và tầm này là còn lại 2 thằng của nó thôi anh em ơi. Mình sẽ cố gắng như nào? Mình sẽ cố gắng hạ gục nốt 2 thằng cuối. 15 kill top 1 anh em nhá. Trận này 15 kill nhá. Rồi đó. Người đâu? Hả? Các chú đang ở đâu? Ra ngay đây anh triệu tập này. Qua bắn. Vỡ đầu 2 thằng còn lại đi anh em ơi. Hello, các bạn ở đâu rồi? Tại sao mà bây giờ mình không tìm thấy được các bạn vậy? Alo. Đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời. Xì kẹo gọi địch nghe rõ trả lời nhanh. Vãi trưởng. Chúng nó không ra thật luôn này. Còn 2 thằng thôi mà. Bây giờ nhá. À đây, ở ngoài thôi anh em ơi, ở ngay đây thôi. Mày à, cái đầu nhá, coi chừng cái đầu nhá. Cái đầu này. Úi dồi, cái đầu. Để chơi ngầu mà sao bạn chơi ngu vậy? Quẩy sớm cái anh em nhở. Chó. Wow. Đấy, quẩy sớm sương sương thôi anh em ơi. Còn một thằng cuối này. Hôm nay quẩy sớm ăn top 1 không anh em ơi? Có chứ. Ăn mừng sớm thì phải top 1 chứ thằng cuối này. Đâu? Hả? Và cái hành động người ta gọi là hành động dùng côn chó. À, nó tên là hành động kung fu. Hiện tại đang được bán trong shop vì giá là 50.000 đồng. Phải nói là một hành động rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo khi mà giá của nó là 200 kim cương nha. Thằng cuối. Hello. Mình đang cố gắng mình tìm xem thằng cuối nó ở đâu anh em. Hello bạn Hiền ơi. Bạn đang ở đâu vậy? Mình là mình chưa thấy bạn nhá. Chắc là mình xem như nào mình lên trên phát nhở. Alo. Uầy. Không thấy luôn anh em ơi, chán quá nhở. Hello. Đâu rồi ta? Có phải trên này không nhở? Hình như là mình đoán là hình như là nó ở trên nhà gà anh em ơi. Bo thu tầm này rồi vẫn ở trên nhà gà. Ok. Chắc là mình sẽ phải vượt bo lên trên mình vả nó anh em ơi. Chạy ngược bo lên trên vả nó nhá. Chiến thôi anh em. Ui, bo cắt máu rất đau luôn anh em. Phải cả chủ này. Đấy. Yes, xong luôn. Bo dài anh em ơi, quẩy thế nào.
Trời, tôi mồ đấy anh em.